Dear Văn An, một em bé mà anh Kelvin chưa từng gặp mặt. Và đây là lần đầu tiên Kelvin có những cảm xúc rất buồn sau khi nghe mẹ kể lại câu chuyện này. Nay cũng đã không còn, nhưng anh tin rằng ở một vùng trời bình yên nào đó, em sẽ cảm nhận được những tình cảm ấm áp của tất cả mọi người dành cho em. Ai cũng có một tuổi thơ để có thể vui chơi tung tăng dưới mái trường cùng thầy cô và các bạn bè, và trưởng thành bên một gia đình hạnh phúc. Nhưng với em, tất cả thì ngược lại. Nhưng thật đau lòng không tả, em đã có một tuổi thơ quá ngắn ngủi và đau khổ khi mà em phải chịu đựng vật vã. Những ngày tháng cuối cùng của tuổi thơ em đã chìm trong địa ngục, dù em không được mở lời với bất cứ một người nào. Em chỉ âm thầm viết xuống những cảm xúc ngực nghẹn ngào. Con có làm gì sai không mà đánh con nhiều như vậy? Con đau lắm nhưng đau bao nhiêu con cũng chịu được. Con chỉ muốn về với mẹ và em thôi. Em ấm ức khi phải chịu đựng đòn roi suốt 4 giờ trước khi em ra đi. Ấm ức và bất công cho em quá, một cơ thể nhỏ nhoi và yếu đi, một tâm hồn mỏng manh đã phải trải qua giây phút đau đớn và lẻ loi. Khi còn sống chẳng một ai biết đến những trận đòn roi. Vân An ơi, với sự ra đi của em đã cứu được bao nhiêu tuổi thơ, hoàn cảnh bất hạnh khác đang chịu ảnh hưởng một cuộc sống giống như em. Chúng ta, những đứa trẻ, cần được sống trong sự nuôi dưỡng, yêu thương và bảo vệ của người lớn, để không còn bất kỳ tình trạng bạo hành ngược đãi như thế này nữa ạ. Nhưng thật đau lòng hôn tả giờ, em đã có một tuổi thơ quá ngắn ngủi và đau khổ khi mà em phải chịu đựng vật vã. Những ngày tháng cuối cùng của tuổi thơ em đã chìm trong địa ngục, dù em không được mở lời với bất cứ một người nào. Em chỉ biết âm thầm viết xuống những cảm xúc của mình thật nghẹn ngào. Con có làm gì sai không mà đánh con nhiều như vậy? Con đau lắm nhưng đau bao nhiêu con cũng chịu được. Con chỉ muốn về với mẹ và em thôi. Em ấm ức khi phải chịu đựng đòn roi suốt 4 giờ trước khi em ra đi. Ấm ức và bất công cho em quá, một cơ thể nhỏ nhoi và yếu đi, một tâm hồn mỏng manh đã phải trải qua giây phút đau đớn và lẻ loi. Khi còn sống chẳng một ai biết đến những trận đòn roi. Cuối cùng thì em đã được giải thoát ở một cõi trời cao rộng và yên bình, bỏ lại hết muộn phiền em nhé. Vân An, rest in peace nha, we love you.